đánh ghen đôi khi sẽ biến một bà xã từ đúng thành sai, đáng yêu đương thành đáng trách. Tuy nhiên nếu không cần ra tay mà vẫn khiến chồng và bồ dí tái mét thì thế hệ khiến người khác phải vỗ tay hoan hô. Như câu chuyện dưới đây là ví dụ như vậy. Một người bà xã đã kể trong Rao Đông Thành Viên về tình huống vừa gặp phải, chuyện như sau. Đời em chẳng bao giờ nghĩ được có lúc mình lại rơi vào cái cảnh gây lưu ý giữa chốn đông người như thế các chị à. Cách đây mấy hôm, chồng em công bố đi công tác Thanh Hóa. Em biết công ty chồng có chi nhánh ở đó, lại mở cơ sở thế hệ nên cũng không nghi ngờ gì hết. Út thôi, gấp đồ đạc vào túi cho ông ấy đi. Ngày đi chồng còn quyến luyến thắm thiết lắm, lão ấy còn ái nấy bảo rằng cũng không muốn đi công tác nhiều. Em phải cười rồi dỗ về mãi. Giờ nghĩ lại thấy đáng kinh thật. Bài đăng của cô bà xã. Em và đứa con trai 4 tuổi ở nhà. Bé nhà em vừa đi mẫu giáo năm nay. Ở trường cô có trang trí Halloween rồi công bố cách mẹ mua đồ cho cháu hóa trang. Con nhà em háo hức lắm, mấy hôm nay về nhà cứ đòi đi chơi mãi. Thấy con đòi, em cũng lên tìm xem vị trí nào gần nhà có tổ chức dắt con đi cho thỏa lòng mong ước thì thấy bên công viên tổ chức. Sợ đúng ngày đi đông đúc nên em gọi đứa người chơi cùng khu bình thường cư cũng rủ rê mấy hôm rồi đi luôn. Ba mẹ con, vì cháu mua đồ hóa trang rồi ma cút ghê lắm. Không chơi thì thôi chứ chơi là tới bến. Đây là lần đầu tiên em đi mấy cái lễ lạc này chứ trước đó, chẳng bao giờ em ân cần trào lưu rồi hóa trang nọ kia đâu đấy. Nghe kể đến đây, nhiều người đã háo hức xem câu chuyện sẽ cốt truyện như thế nào. Trước đó, người bà xã đã ước mở là một tình huống ức chế, vậy rốt cuộc chuyến đi sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Đến công viên, ba người thi nhau chụp ảnh, cũng đông người nhưng chưa đến mức chen nhau. Đang đứng chụp hình cho đứa người chơi và con thì em thấy bóng hình quen quen. Cách đó một đoạn, em thấy một người con trai dắt tay cô gái trẻ. Em giật mình rồi nhìn kỹ hơn vì gã đó giống chồng em quá đỗi. Nhìn thêm một lúc thì ôi giời ôi đúng chồng em rồi các chị ơi. Vấn đề là chồng em đang đeo mặt nạ đôi với đứa con gái bên cạnh. Dù đeo mặt nạ nhưng chồng thì cho dù chỉ là cái bóng em cũng nhận ra. Lão ta còn mặc cái áo đi đôi giày em vừa mua cho tuần trước nữa nó thế hệ cũ chứ. Cô ta chắc sinh viên, dáng còn khá trẻ, cứ ôm chặt lấy tay chồng em. Còn lão chồng gian dối thì thi thoảng quay sang hôn hôn lên má nó. Ba máu sáu cơn, em định chạy đến làm ừ lên nhưng vì đi cùng con, kinh án ảnh nên em nhờ người chơi đưa bé sang khu khác chơi để một mình xử lý. Ảnh minh họa. Em theo chân chồng và ảnh bộ kia suốt hơn 15 phút. Dù đứng ngay cạnh nhưng chúng nó có biết gì đâu. Đúng lúc đứng vào khu bí ngô nhập nhoạng, hai đứa nó định hôn nhau, em dấn thân giả chồng một cái bốp lệch cả mặt. Nó ngẩng đầu lên, thấy em thì sững sờ, lát ba lát bắt. Nghĩ mà buồn cười. Mọi người xung quanh đang đổ mắt vào em. Nghĩ đi nghĩ lại ghen cũng phải thật sang các chị à. Vậy là em nhìn sang con bồ của chồng thả nhẹ một câu là con gái dễ thương thế này nhưng đừng có ngu mà yêu một thằng con trai đeo mặt nạ em gái à. Có những thằng bỏ lớp hóa trang nó còn đáng kinh hơn khi đeo mặt nạ đấy. Chả cần nói nhiều em quay đi mà bao nhiêu người xung quanh lào xào chỉ trỏ con kia. Cay thì cay nhưng mà vẫn sướng. Giờ em đi xử thằng chồng em đây. Đúng là một câu chuyện độc chấm dứt khiến người ta giận dữ vô cùng. Người chồng gian dối dẫn bồ đi chơi bị bà xã nắm gặp, hoàn cảnh đó không thế hệ. Tuy nhiên, cái đáng khen chính là cách giải quyết của cô bà xã. Sự bình tĩnh và câu nói dễ chơi nhưng lột mặt nạ ông chồng ngay khi đó làm cho nhiều chị em phải vỗ tay hoan hô. Đôi khi, bạo lực hay những lời chửi bới nó cũng chẳng mang đến sự tác động to lớn hay ảnh hưởng bằng lời nói nhẹ nhàng. Và gã chồng, kẻ sai lớn nhất trong câu chuyện nhận về một cái tát là điều hoàn toàn xứng đáng.